bong pon kum jalam pia ta pagoda bong pon dai jeung chran jalam pia tha wat kư mun men pra pia pagoda te pro pia pagoda be jeung an trâu an ta pagoda ba pagoda nung kư chi prasat muay e kon na chi temple kon na chi prasat muay ai ta chat tok chi preu vihi ai muay te na bong pon tae mun men chi wat te ba wat ve men kot men sala men kot lok men don chi men chat bai tang os nung paraven nung an nung kao tha monastery. Listen to Dharma talk. Rui ko listen to doctrine. Ta chom mat pra piet nang chom pra piet Dharma talk cho sru na. Ba sermon na listen to the sermon ai cha da mon dai chom pra piet Dharma talk veng. Sru slap chieng ba. Mon bong pon tuk mon dai ke yo to srao dai jeung chap chap tok ta tuk sak sat na bong pon. Ang tuk mon ba. Tuk mon nang angle ke hau tha holy water. Holy water. Holy water. Okay. Holy water nung kư tuk mon holy nung pan ta pia ta holy prae tha borisot na dai borisot dai ya dai pia chai te khang thua na bon chang holy water jeung prae tha tuk sot oh sorry tuk sot tuk mon ri ae thai sel ke tha holy hai day mao ngai sel ngai jeung te wat ta wa bong pon jeung ke dak holy mao jeung dak day ka lai ni mao tu je thai sel lai ke ra pia holy day thai borisot nung thai sot so ko rop chriep so bong pon neak saksa phisa អង្គលេស ទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះ យើង ចូល មក រៀន បន្ត កាល ពី វីដេអូ ថ្ងៃ មុន យើង រៀន អំពី ការ បក ប្រែ ពី ចូល ឆ្នាំ ថ្មី អី បងប្អូន មិន តបាន បាន មើល ទៅ មើល ណា បងប្អូន ណា បាទ ហើយ យើង មក បន្ត ទៀត ថ្ងៃ នេះ ដល់ ថ្ងៃ ទី 54 ហើយ យើង រៀន ឲ្យ គ្រប់ 35 ថ្ងៃ ជាមួយ គ្នា ហើយ ចំណង ជើង ថ្ងៃ នេះ គឺ ពាក អង្គលេស តទៅ នឹង ឆ្នាំ ថ្មី ណា បងប្អូន ព្យាយាម មើល ឲ្យ ចប់ ហើយ ពាក នេះ ល្អ ល្អ ច្រើន ខ្ញុំ ជ្រើស ពាក វា យក មក រៀន តែ ពាក ទេ ព្រោះ បក ប្រែ ខ្ញុំ បាន បក ប្រែ រួច ហើយ ណា បងប្អូន តែ ដើម្បី ងាយ ស្រួល ដល់ បងប្អូន ចេះ មក ពាក គឺ ខ្ញុំ ស្រង់ វា យក មក ដាក់ ជូន បងប្អូន បន្ត អញ្ចឹង ដោយ មាន ពាក ថា ព្រះពុទ្ធ បដិមា ទី សក្ការៈ បូជា ទឹក មុន ទឹក ព្រះ ស្រង់ ព្រះ ធូប ទៀន ទូក អូប ស្អី នឹង ជា ដើម គឺ ពាក ល្អ ល្អ ច្រើន មែនទែន complex មើល ដល់ ចប់ ណា បងប្អូន បាទ ហើយ ជួយ share វីដេអូ នេះ ផង ណា បាទ Okay, ta. Ở lại dương chôn mọc riêng bịa ta bốn ní cứ xua xa đây cho năm thầm ấy. Và ạp bà thế. Bịa ta xua xa đây cho năm thầm ấy. Happy New Year. Happy New Year. Và Happy New Year xua xa đây cho năm thầm ấy. Ất bà thế bịa ní. Bịa mùi tiết khá ta bỏ bay ní khmai. Bịa ta bỏ bay ní khmai dương ăn lấy cái hào thá. Khmai tradition. Nàng bố ná khá ta bỏ bay ní. Ná khmai tradition. Bỏ bay ní khmai. បបធរកថាខ្មែរ culture ផ្សេងណានេះគឺប្រពៃណីខ្មែរដូចបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាបន់ប្រពៃណីមែនទេកថាខ្មែរ tradition អូខេប្រពៃណីខ្មែររីឯពាក្យមួយទៀតកថាការប្រារព្ធពិធីការប្រារព្ធពិធីហ្នឹងដូចជាពាក្យមួយនេះកថា observance ណា observance ឬក៏ មួយទៀតកថា celebration celebration គឺការ ការប្រារព្ធពិធីដែរណាអានេះ observance គឺជាពាក្យបច្ចេកទេសថ្មីមួយដែលយើងគួរតែរៀនណាបងប្អូនបាទការប្រារព្ធពិធីធ្វើពិធីអីមួយណាបាទរីឯពាក្យមួយទៀតគេថាធ្វើពិធីឆ្លងឆ្នាំថ្មីណាធ្វើពិធីឆ្លងឆ្នាំថ្មីអង់គ្លេសថា celebrate Khmer New Year Alright, so we are going to celebrate Khmer New Year next month or next week Alright, because today is 4th, we have 10 more days. So next week. Alright, we have one more. We are waiting for one more week to celebrate Khmer New Year. Okay, celebrate Khmer New Year. Mùi tiết cả rốt đau promol phal, rốt đau chưa cắt đó bằng phụ và anh ấy cứ tự riêng đấy. Rốt đau chưa cắt, rốt đau promol phal cái hào thá. Harvesting season. Harvesting season. Rodau promol phol rư ko rodau chrot kat a nang kao ta harvesting season. All right. Bong bon thlop samai khoeng bong bon ka nau pi toy toy je vi mien rodau ka chrot kat rodau ka ai chbas loh ha rodau lengi lou ai jeung ang phleung jeung yeah bok srou baen srou ai mien rodau ka robos ke a lou pi samai mun a lou vi prae phruol bntich a nang kao ta harvesting season. All right. Ba. ឯមកពាក្យមួយទៀតគេហៅថារដូវវស្សានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបែងចែកតែពីររដូវធំធំគេហៅថារដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងហើយនេះឯរដូវរងារដូវអីតូចតូចគឺគេកាន់ផ្សេងតែយើងរដូវដែលគេចាត់ទុកថាជារដូវធំធំគឺរដូវវស្សា
nâng rồi đầu prang ngay nâng nâng rồi đầu prang nâng rồi đầu lùm hai ấy chứ nâng tiết đó ông bố bà chứ anh ấy kêu thá rainy season anh ấy kêu thá rồi đầu vô xa rainy season rainy season rồi đầu vô xa bà chứ rồi đầu prang ông lê thả mạch bà rồi đầu vô xa rainy season rồi đầu prang ông lê thá bà kêu thá dry season dry season nó rồi đầu prang ông bố bà rainy season rồi vô xa rồi dry season rồi đầu prang ok bà ok this one is already right no not this one bà mà mùi tiết cả thả xâm liếc bằng bẹt bà bây ni khám à xâm liếc bằng bẹt bây ni khám à những miệng ấy khá là đại dương xâm liếc bẹt từ bọt tàu hóa gặp bên tay yeah, dương chân này chứ ra mình tên bạc trong khơi nhờ mình một mình ấy chứ ra bà bây ni khám à dù dù đang tập bà bây ni khám à mùi nào bị chọm bà bây ni khám à đấy còn chân này chứ ra mình tên bằng phôn dương ở chân này mô đó nè bà ok Khmer traditional dress bà đã gọi là Khmer traditional dress đại khi ông khơi bom pháo dương mưa chuyển núi quạt vô vập bờ thô sầm liệt bầm bẹt đôi bộ bò thay á bò thay còn vô bị dương tại ấy còn chân này ấy dương vô bị thay mà mình chân này mình ta làm ta lần ở linh và đồng phố nè sầm bay ta sầm liệt bầm bẹt đẹp ca rồi bà pi Khmer dương để Khmer traditional dress wedding dress nắng á còn vô mau bài bò thay và đầu chân mới ô cái tơ nó à là bò con anh miên ở pro thay đã sáng đâm bay xa để lôi đi kế còn vô màu nhưng tại bạn vì đang bắt tôm mà chứ ba không buồn bạn thử mà bạn cho nên là Khmer traditional dress bạn ok là thảo xâm lý bằng bẹp và bây đi khmai bạn mà mùi tiết cả xliệp bẹp bạn xliệp bẹp chỉ cái giá sắp cái hào thá dress up right we dress up right nhưng tài khu lôn xliệp bẹp môn tàu vọt tàu hóa năng phốn nơi đi khmai dưỡng phê tàu vọt khiêm tật xa ở trong chất mong sầm rạp ôn và ôn thì còn liệp bẹ tự sát nó phồn sát mấy này còn liệp bẹ xòm rôm cao bạc mai rồi bút mưa tất xòm rôm chứ nữa đi mai sát vào đôi bạn và này thật cu ôi của rốt sở lành rì ai ôn và ôn là còn đang còn liệp bẹ anh ôm đang nam đang lấy đôi bẹ tầm mưa concert đôi tập ni chẳng đôi đạp xa đi trầy dành bẹ tầm vọt đó bằng phồn mình dừng nắm vào đôi đó mà bà cu cài lần với nắp ôn và à bạn bạn là khmer nè phụ nữ đang chăng mà riêng với nhóm đấy bạn nghĩ đấy bạn cái dress up xịt bẹ đang vốn tài luôn bạn mà mùi tiết từ what là dùng từ what ông lê thảm ấy bạn bẹ từ từ what dùng prapi ta go to the monastery mong phụ nữ cũng chỉ lắm bẹ ta pagoda mong phụ nữ đại dương chia ra chỉ lắm bẹ thả what cứ mình mến prapi pagoda để pro bẹ pagoda bây giờ ăn để tao ăn ta pagoda bà pagoda nó cứ chia bát sát muối ấy còn là chia temple còn là chia bát sát muối ai ta chặt tóc là chia bơ với hi ấy muối thế mong muốn tại mình chỉ wat thế bà wat về miền cốt miền sala miền cốt lô miền đôn chi miền chặt bay tầng ở nâng bà về nâng anh nâng cao tham monastery anh nâng cao thờ wat nó chọn tour tầm đó tại pagoda ở thế rồi còn là chia phái muối này wat thế mong muốn á chẳng go to the monastery the wat chạm mắt bông phố biệt thảo vót ra biệt monastery nằm phố ná mình phải cố đá được ok bà màu biệt một tiết thoai bằng công pre dương thoai bằng công nằm mà xa ca và bột tử ru ấy chẳng bằng cốn dương pra biệt thá pay homage to the Buddha dương pay homage nằm bông phố dương salute dương pay homage to the Buddha bà này thay dương nằm mà xa ca cái pra biệt pay homage ok pay homage to the Buddha thoai bằng công pra dương thoại bằng công và sang các bạn pay homage to the Sangha ok bạn cua tài liệu là che nhé bạn hai màu bị mối tiếc cả thật đốt tiền bị đăng ký trong dòng màu bị bị trong bọ prai hai vậy nhé trong bằng phố đây mình toàn bàn bọ prai cua tay từ bọ prai na bằng phố na đốt tiền bạn đốt tiền cái thật light candle light ni bờ sân để chia niếm dương prai thao bún lử tại bờ sân chia kệ để giả sắp dương prai đốt ở lử anh ấy gọi là light, ok, bật light thân các bạn, bật light các bạn là light candles, bật light candles, bật đặt tiền, làm vốn dùng light candles, bật, bật màu bị mùi tiết cứ biết thắp ánh thụp có ốp, dùng ánh thụp mình đặt tiền là ánh thụp mà đòn bạn, ánh thụp nó dùng bật thắp burn incense sticks, xong đó đặt bộ thụp ốp đó là incense sticks, ok, burn incense sticks, ok. Ở thụp có ốp nhưng ở đâm bay
บูชีเปรย์จะดามานะบางคนมวยเตี้ยเขาตีสการะบูชีกันไรสการะบูชีมีนบาร์ซันชีนตามเตี้ยมีนดาหึงบูชีเตวดาไอ้นั่งบางคนบารีกอมกันไรประพุทธรูปมีนดามโปมีนจัดได้มีนประพุทธอังนั่นนั่งยึงดมตีสการะบูชีถวายพระบังตะออกไอ้นั่งบางคนวะนั่งแกเขาท้า shrine บางคนนะ shrineชรายนั่นคือที่ตีสการะโบเชียนะได้เปลี่ยนปัจจัยกระเตงมูลเทียดการท้าโปจินยธานเมนโพจินยธานกลายยำใบนะโปจนะบอสโอโจของผมกับโปจินยธานเนี่ยยังแปลสื่อธรรมดาการตีสการะโบเชียของผมนะการท้าชรายโอเคชรายมาเปลี่ยนมูลเทียดคือสดับทอติสนาบางคนสดับทอติสนาบางคนเปลี่ยนจังกู้แต่แจ้งมาเนี่ยให้ก็งี้บันเรียนได้เปลี่ยนจังนุกบ่สดับทอติสนาอังเล็กจะเขาท้า listen to dharma talk หรือก็ listen to doctrine แต่จะมัดปราบีนั่งจะปราบี dharma talk จะสรุปนะบัด sermon เนี่ย listen to the sermon ในจะดามันได้จะปราบี dharma talk ไปสรุปสลับเฉียงบ่า listen to dharma talk คือการสัมดายโทในใจโทไอ้ listen to dharma talk บองพูดสดับประเดจกุลนาคลาโดยเจี๊ยบปองประเดจกุลกูสุพีบสามสิบเจี๊ยนั่นคือเจี๊ยไอดอลเราเห็นจูเจ็ดสดับนะสดับตัวคืนทาเรียงละออชราอ่อนนะจัง listen to dharma talk สดับทอติสนาปูนะ listen to dharma talk alright มาเปียมูเตียดคือเสรีสุสดายเปียตาเสรีสุสดายเวอร์อันไอ้เจ้าหมดคือเปียตา good luck บ้าวิมินเปีย good luck ไปเองยังไงเนี่ยเสรีสุสดายบางพวกนั้นก็ถ้า good luck คือเปียดจมหล่อสองปีเอาไปได้ยังมันปลายหายยังพูนะบาดการท้าเสรีสุสดายมาเปียมูเตียดคือเปียท้าตึกมนบางพวกตึกมนแดลตึกมนแดลกิโยตุสราวได้ยังจับตัวแต่ตึกสะสดนะบางพวกอันตึกมนบาดตึกมนนั่งอังเกลกิฮาวท้า holy water holy water holy waterโอเค holy water นั่นคือตึกมนต์ holy นั่นปานตั้งเปียตา holy แปลทับบริสุทธิ์นั่นได้บริสุทธิ์ได้อย่าได้เปียบใจในขังโถนะบนจัง holy water ยังแปลท้าตึกสดอ๋อ sorry ตึกสดตึกมนต์รีไอทั้งไงเซลกล่าวท่า holy ให้เดมาไงเซลไงยังตัววัดตัวว้าวพูดยังก็ได้ holy มั้งยังได้เดกลายนี้มั้งตัวจะทั้งไงเซลเลยก็เราเปีย holy day ทั้งไงบริสุทธิ์นั่นทั้งไงเซลโอเคบ่าประตามาตีสคือบริจาคตีนบางคนคือยังบริจาคตีนต่อยเนี่ยไกลๆจังพูดนะบาทปีถาบริจาคตีนนึงอังเลกาท้า contribute charity หรือก็ดู charity กับบ้านกับปันไตปีนี้คิมดอกสรังปีอเมริกันมุนยังบอกปลายเฮียโยนะจังปีถา contribute ประตามบริจาคดอลเอาโดยอัศมนองอันนี้คือท่า contribute จัง contributecharity เปียแต่ charity นี่คือเอาไว้ได้ยังเอาไอ้ตัวจีตีนเอาตัวแก่นั่นก็แต่ charity บ่นตีนเนี่ยตีนเนี่ยอันจังเปียแต่ contribute charity ยังแปลถ้าบริจาคตีนปนังรู้จีกาสัตว์โอเค contribute charity บ่าเปียมวยเตี้ยคือจนไกรกรออัดบะเต้เปียนี่เป็นนิยมนะจังยังแปลเปียถ้า poor ยังแปลถ้ากรอการถ้าปีจักรคนนี้การนำไปยังโยเปียถาเดินนี่ดับไปบุกปุ๊บวิคลายตัวจีนีบจัดตัวท่าจีมนุกอุติหอเปียถากรอถ้าปีจักรคนนี้แปลถ้าได้เกรย์กรออ่ะผมยังอย่างดับเดินมาบุกปุ๊บแปลถ้าจนเกรย์กรออ๋ออุติหอเปียถาเมียนแปลถ้า rich การนำไปยังดับเดินมาไปบุกปุ๊บตัวจี้ the rich แปลถ้าเนี่ยเมียนเวงจังหลายนี่แปลถ้าจนเกรย์กรอนั่งผมนะบ่ารีไอเปียมูติสคือเนี่ยบำราบางคนเนี่ยบำรายืนบำราทุกการบำราเกี้ยนะบำราใครติดตัวเขาจะ servants servants okay servants นั่นก็ท้าเนี่ยบำรานะใครขยมบำรานะไอเปียมูติสคือจนอนาถาบาดจนอนาถาคือปวดมีเตะสบายนั่นบางคนบาดนั่นก็เขาท้าจนอนาถาเขาท้า the homeless home นั่งเตะด่า less มาประทัดอัดแล้วน้องผมจัง the homeless ประท้าอัดเตะนั่นได้อัดเตะก็จะจุนนาถานี่นี่ชมทบฉลองการได้จะมวยมาได้ชมนี่จะอัดชอได้น้องผมน่ะดาวสัตว์ตัดใส่ไตรบัตรบ่งน้องผมเดี๋ยวมุ่นส่งเกเด็กบ้านน้องผมตามแต่อยากเตะเกยังส่งตั้งแต่เด็กน้องผมบ้างโดยเกี่ยวกับสุขลาจะลงบ้านให้ส่งเกมอะไรเด็กที่น้องผมแบบเกี่ยวตกจัดเยอะมาแล้วมุ่นส่งเกเด็กเลือกได้สุดแค่ส่งเกปีนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับเด็กต้องเกี่ยวกับใบที่นะน้องผมเกี่ยวกับใบยังยำที่นะแย่ปนาลูกป้าแกตกจัดเจียงมาชมเราไปโต๊ะดาวแต่ส้มเด็กจะมวยไม้ดาวไปมาขาดมวยตัวขาดมวยนะ
khiom thlop I used to be the homeless okay ba chang hai ban khiom thua away de khiom aich thua ban chuoy do songkom ta na aich thua te ban hai khiom men ka ngie bo khiom men thua tram tae prien ni te na bong phuong khiom men ka ngie phnai sabros tho chuoy do kuma dai na khiom ruom chomnai chuoy do ជាពិសេសក្មេងអនាថាក្មេងពួកហិតកៅក្មេងពួកដែលម៉ៃអូសុបាតច្រើនខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គការនឹងរយៈពេល7 2ឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្ត I feel so happy បាទអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំមកគិតថាខ្ញុំគួរតែធ្វើអីមួយដាក់ YouTube ដាក់ page ដាក់អីចឹងទៅឲ្យគេរៀនទៅពេលខ្ញុំឃើញបងប្អូននិយាយថារៀនបានរៀនខ្លះបានអីបានចេះបានដឹងជុំវាអារម្មណ៍រំភើបមែនទែនបាទបងប្អូននៃយ៉ាបន្តទៀតណាបងប្អូនដែលគិតថារៀនគឺ yeah I feel so happy okay បាទអធិស្ឋាននិយាយរ៉ៃនេះច្រើនបន្តិចគ្រួសារអូរ៉ៃនេះបងប្អូនជួយកែបន្តិចណាដាក់ថាគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតគ្រួសាររ៉ៃនេះយើងប្រើពាក្យ yeah គ្រួសារជីវភាពខ្វះខាតឬក៏គ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតណាគ្រួសារជីវភាពខ្វះខាតអង់គ្លេសគេហៅថា low income familiesចឹងពាក្យថា low income ហ្នឹងគឺរកប្រាក់ចំណូលបាន low ហ្នឹងទាបអញ្ចឹង low income ហ្នឹងយើងប្រែថាគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបងប្អូនគាត់ថា low income families គ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតប្រាក់ចំណូលទាបបងប្អូនណាបាទហើយមកពាក្យមួយទៀតគេថាពិធីឧទ្ទិសកុសលវិធីយើងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជីដូនជីតាមាតាបិតាយើងបានចែកឋានទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា dedication ceremonyDedication ceremony ប្រតាពិធីឧទ្ទិសកុសលណា Dedication ceremony អូខេបាទ ceremony ពិធី dedication នឹងឧទ្ទិសណា Dedication ceremony ពិធីឧទ្ទិសកុសលអូខេមកពាក្យមួយទៀតគេថាបពការីណាបពការីនឹងគឺអ្នកធ្វើអំពើឲ្យយើងពីដើមធ្វើល្អដូចជាដូនតាម៉ាកុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេថា ancestorបងប្អូន ancestors គឺជាបពការីណាបងប្អូនបពការីយើងដែលបានធ្វើអំពើល្អពីមុនមកដែលបានចែកឋានទៅហើយគេថា ancestors អូខេបាទមកពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថាអំពើកុសលអំពើជាបុណ្យជាកុសលអាហ្នឹងគេថាមែនបងប្អូនគេហៅថា good deed ឬក៏ good action ឬក៏ meritorious deed តែខ្ញុំអត់ប្រើតែ good deed ទៅស្រួលស្ដាប់ណាបាទអំពើកុសលអំពើល្អហ្នឹងគេថា good deedអូខេបាទយ៉ាអានេះរួចហើយបងប្អូនមកមួយទៀតអាយុវែងគេហៅថាគេលក្ខណៈជូនពោសូមឲ្យអ្នកអាយុវែង may you have a longevity អានឹងគេថា longevity បងប្អូនបាទ longevity បងប្អូនបាទអានឹងគេថាអាយុវែងយឺនយូរបងប្អូនណាបាទពាក្យមួយទៀតគឺសេចក្តីសុខបងប្អូនបាទសេចក្តីសុខគេហៅថា happiness សេចក្តីសុខសម្រាប់មង្គលជាដើមបងប្អូនណាពាក្យមួយទៀតគេថាភាពរុងរឿងភាពរុងរឿងយើងជូនពរធ្វើបុណ្យទៅកុសលដើម្បី longevity ឬក៏សុភមង្គលឬក៏មួយទៀតគេថា prosperity បងប្អូន prosperity នេះយើងប្រែថាភាពរុងរឿងភាពចម្រើនរុងរឿងគេថា prosperity អូខេបាទរីឯពាក្យមួយទៀតបងប្អូនគេថាងូតទឹកជូនយាយតានឹងពុកម៉ែយើងងូតទឹកជូនគាត់ណាបងប្អូនបាទយើងទៅផ្ទះទៅជូនងូតទឹកឬជូនអាណាព្យាបាលយើងហ្នឹងគេថា wash grandparents and parents ចឹង wash កន្លែងនេះមិនមែនតែសម្អាតទេគឺសំដៅដល់ការងូតទឹកជូនគាត់ណាបងប្អូនណាអាហ្នឹងគេហៅថា wash grandparents and parents អូខេជាមួយនឹងទឹកអប់ហ្នឹងគេហៅថាperfume ទឹកអប់អូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៀនពាក្យបានប៉ុណ្ណឹងណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាការសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទឲ្យគ្រប់3 5ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាណា